Không, không biết được. Không, nhưng mà càng như vậy thì người ta sẽ càng khó đó. Mà đến cái phần mà anh mở ra thì mở ra thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới giọng anh lên. Cái lần hai hát là mở ra là em. Dạ đúng rồi. Em có thông tin gì em tin hay là để anh chọc nó đâu, chẳng hạn như là anh nói là anh quen với gì lâu lắm đi, anh gì nó có thói quen gì là đặc biệt mà chỉ có thân biết. Anh đang ở Minh Trường. Nhắn liền cho mấy cái đó mà nó mà em nghĩ là chọc trôi nó được á. Mà nó không biết là anh. Em có đi chơi với một người rất thân với chị Hà Nhi. Bạn ấy cứ nói với em là chị Nhi có một cái tính cầu toàn, muốn lúc nào cũng tốt nhất. Đôi khi những cái gì mà không tốt làm cho chị buồn, làm cho chị mất ngủ. Ai đi tiết lộ thiên cơ của em vậy? Đúng không? Em còn biết nhiều nữa kìa. Em biết bạn trai chị là ai luôn. Wow. Trước khi ra đảm trường em có liên hệ đến bạn của chị để hỏi rất nhiều thông tin về chị. Vì hồi lại ông Hà Thanh Phúc đâu có bám đi đâu, bám đi chắc tới bên châu Âu luôn. Anh hát bài gì anh rồi? Anh sang cái bài của Sô Minh Hoàng Sơn, cái bài anh chế. Hồi đó anh chế Bolero, giờ anh hát hát gì thì bí mật, biết sao của ngài. Đôi lúc em tranh ánh mắt của anh, thì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh. Một là Bùi Duy Ngọc, hai là Hoàng Tôn, ba là Chi Dân. Anh gợi ý cho em nè. Vâng dạ. Nhớ anh là người miền Tây thứ nhất, và anh đã có hát bài Phía Sau Một Cô Gái. Nhưng cái bài để em biết được, nhớ đâu anh không tung lên mạng, anh đi hát karaoke thì cũng tính là anh hát mà. Đúng rồi. Cố tỏ ra là mình ngủ những sâu bên trong nước mắt lên biển rồi. Trong lúc đoán sai bẻ lẽ 10 tiếng là ngồi đoán 10 tiếng. Không tại vì mọi người đi về ngủ rất 2, rất 3, rất 4. Không tại vì toàn những người mà mình quen. Biết dưới này nóng lắm không? Biết dưới này nóng lắm không? Tôi đã hỏi bạn là tài gì rồi. Bạn biết là bạn tài gì rồi. Bạn không chơi với hành tài. Xin đọc cái lúc mà kể cái làm playlist gọi là đàn trai đi mời ăn lẩu. Ra cho tôi đi ạ. Anh Hải. Anh lấy mà có một cái đêm mà diễn của phần cảnh này bị về sân khấu. Anh nói vừa rồi anh với Nhi diễn bài là anh đỡ Nhi nó sẽ anh để anh. Trời ơi. Chính em quay lại bạn của anh Trường mới. Tại vì con đầu không mới. Em đó là lần đầu tiên mà anh Trường té. Anh đỡ Nhi, anh đỡ Nhi ra sân khấu té. Đỡ tớ. Hôm đấy là đúng là ai cũng mà có. Anh Phúc là ai? Anh Phúc đăng lên TikTok. Ôi hót quá trời luôn. Tôi giống như mọi người vô rồi 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 rồi. Chú sao anh Trương Linh ngã? Chú nữa ai đâu? Tại vì gì đón được anh? Đỡ luôn hả? Tại cái giọng anh nghe chắc là chưa đoán được đúng không? Tính ra là nghe khác với nhau. Nhưng mà cái phần chết chết thì vui. Chết chết thì vui mà. Không yêu nghe. Anh nói là em là tới một cuối là bữa nào bạn đã nói là 10 năm trước mà không đi nhậu nhậu. Con bé đâu có ai, chỉ có em. Cái trộn thế, nó đi nói người khác. Khảo tưởng đừng ai chơi nó đấy.
Chị khỏe không? Chị khỏe. Dạo này em có mua thêm nhà mới nào không? Trời ơi, nhìn chị cười đắc thắng ghê á. Em ơi. Ơi. Trả lời câu hỏi của chị nào. Chị hỏi gì? Đồng hương của em nhận ra mà. Thôi đừng quanh co, đây là ai đấy? Khổ lắm cơ, thôi em đoán được không ạ? Đoán đi ạ. Nhưng mà trước khi mà em đoán thì em phải thống nhất được là anh Trường Giang sẽ bị phạt cái gì ạ? Không, 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 mà bây giờ thì nè, cái hình phạt của em ở trong cái hộp kia, nếu như mà em thua thì em sẽ bị phạt. Nhưng mà nếu mà anh thua thì anh sẽ là người bị hưởng cái hình phạt đấy. Sau phần này em đúng, anh chịu phần phạt trong đó luôn. Anh không thể để đâu, mất uy tín của anh được. Mất uy tín của anh được. Em xin đoán đây là ca sĩ. Quang Hà. Tôi có toàn những thông tin mà rất là giúp đỡ cho mình để mình hạ Trường Giang. Trường Giang hùng mình rất là nhiều. Đã là một trong những người bạn là đi hát lâu với nhau đó, là giọng hát là nhận ra ngay. Nhưng mà bây giờ đố với anh mà cho anh hát là bí ẩn thì cũng như vậy nữa. Anh Hà cũng như thế, tức là cái giọng đã rất là quen thuộc, còn biết về nhau, còn hiểu về nhau nữa. Cái cách nhấn nhá nhả chữ đấy thôi là mình quá dễ à? Không phải đâu, mà tất cả những người như An nhận ra luôn. Kiểu bây giờ là đi theo cái mặt máy. Em mới nói là bây giờ nghệ sĩ quan trọng nhất là cái chất giọng đặc trưng, không thể lẫn được, cũng không thể giả được. Giống như anh Trường, anh hát giả kiểu gì như thực sự cái ông cái anh cái Nguyễn, cái accent của anh ấy. Nhấn chứng là rất là dễ để đoán. Sao hả? Ông hát cái giọng gì mà cho khó nghe? Giả đã nghe được chưa? Thè giống Khánh Phương lắm rồi. Okay, đi một cái đường mòn rồi. Lúc nó dùng nam. Đó. Ba giọng nó dùng nam. Lúc nói à, nhưng mà nó cái mẹ tiếng Anh nó đang nói tiếng trẻ con hả? Nghe ra được. Thôi mà thôi, thì mình nói đi giọng em rồi. Anh hát là ở dưới này cũng không hát, nghe là biết trả lời ấy. Chiêu. Trả lời có chiêu. Cái kiểu hôm nay là cái gì? Vậy ai nghe cũng biết đi. Nó là nghiệp bé bụng tạc nè. Không sao ạ. Sao em chỉ hơi có lỗi anh thôi. Chỉ vì em chỉ nghĩ nồi lẩu. Trời ơi, cái nồi lẩu của nó là nồi ba